Chào các bạn, đây là Tài đây. Trong cái video này đó, Tài muốn chia sẻ với các bạn giữa cái vấn đề giữa cái multi-level marketing, cái network marketing, cái internet marketing như là cái affiliate marketing. Trước khi Tài giải nghĩa với các bạn đó, Tài mời các bạn ngưng cái video này lại rồi xong rồi ghi xuống hết trơn mấy cái chữ này nè trên một miếng giấy với lại cái viết đó. Rồi xong rồi Tài mời các bạn theo dõi Tài đó, xong rồi cũng mà Tài ghi trên bảng đó, các bạn nên ghi lại tiếng Việt, không thôi ghi lại tiếng Anh đó, để học theo để nó dễ nhớ hơn. Tài nghiên cứu nhiều cái cách đó để giải nghĩa cái vấn đề giữa cái mấy cái phương pháp mà làm ăn này đó. Tại cái đây là cái mấy câu hỏi mà Tài thường có nhiều nhất ấy, của mà Tài nhận được thơ của các bạn là dụ mà cái mà bán hàng đa cấp hay là thập thị đa cấp, không thôi cái làm hàng làm ăn trên mạng đó, với lại cái mà thiệp thị mà liên kết này, ok. Bởi vì Tài mời bạn ngưng cái video lại, xong ghi xuống cái mà business type là cái loại mà làm ăn á, rồi xong rồi gắn cái dấu hỏi ở đây, xong mình trả lời cái này cuối cùng. Cái này đó là cái service hay cái product là dịch vụ, không phải cái mà sản phẩm á. Rồi xong rồi get customer là dịch lại tiếng Việt á, là lấy khách hàng hay là kiếm khách hàng đó. Front end sale là cái gì mình bán trước, rồi xong sau đó cái gì mình bán sau, của mà cái người đã thành khách hàng của mình rồi, ok. Bạn ngưng cái video này lại đó, để Tài đứng qua bên ha, rồi xong rồi ngưng cái video lại, xong ghi này xuống đi, rồi xong cái trả lời mở cái video, xong rồi chúng mình tiếp tục, ok. Của mà các bạn ghi số này xong đó, Tài sẽ giải nghĩa hết trơn mấy cái vấn đề này đó. Xong nhiều khi Tài nhảy qua nhảy lại đó, trước khi Tài giải nghĩa đó, Tài muốn mà nói này trước, ok. Trước khi đó là các bạn mà theo dõi Tài hết mấy năm nay đó, các bạn biết là tiếng Việt Tài nó rất là dở, người Việt kiều mà, ok. Đó chưa học tiếng Việt lần nào hết trơn á. Cái vấn đề thứ hai đó là trong cái tiếng Mỹ á, thì mấy cái danh từ này á, mấy cái chữ mà Tài sẽ sử dụng đó, Tài hiểu rành lắm. Còn tiếng Việt hả, có thể rằng đó là phần nửa cái chữ mà Tài dịch lại tiếng Việt Nam đó, có thể là nó lộn hết trơn, ok. Mà các bạn, Tài nghĩ rằng đó, các bạn mà theo dõi Tài đó rồi xong rồi chú ý đó, các bạn sẽ nghĩ ra cái từ hay là cái chữ mà Tài muốn mà dịch lại cho nó đúng, ok. Cái chữ nào mà Tài dịch lại nó đúng đó, Tài biết chính xác đó, thì Tài sẽ nói, và xong rồi cái chữ nào Tài không biết thì Tài sẽ nói cho các bạn biết đó, để cho chúng mình hiểu nhau, ok. Ok, bây giờ thực ra đó, Tài muốn làm ra ba cái video á, mỗi cái đó, nó giải nghĩa dụ cái mà kinh doanh mà bán hàng mà đa cấp á, ok. Để Tài mà sửa này lại, có vài chữ trước mặt Tài á, Tài phải nhìn để dùng, ok. Tài muốn làm cái video riêng á, để lâu nay lắm rồi, để tại vì cái vấn đề mà bán hàng mà đa cấp này đó là mấy trăm người nhất thời cho Tài hỏi Tài dụ cái vấn đề này đó, là nó có sự thật hay là không, cái này là thức thiệt hay là cái này nó chỉ mà lường gạt người ta hay là gì đó, ok. Rồi xong rồi khỏi cái dụ cái internet marketing như là cái affiliate marketing nữa, mà trong mấy cái phương pháp mà kinh doanh này đó, cái này là Tài có hỏi nhiều nhất, ok. Mà nó lạ cái đó là trong cái hết chân mấy kinh doanh này đó, chỉ có cái kinh doanh này dụ mà cái mà bán hàng đa cấp này đó là bà con hỏi dụ nó lường gạt mình hay là nó giật mình hay là có thứ thiệt là không. Còn dụ mà làm ăn trên mạng hay là làm ăn theo mạng đó, hay là kinh doanh theo mạng, hay là cái mà tiếp thị mà liên kết nữa, thì người ta chỉ hỏi cái phương pháp làm ra sao thôi à. Ta không có hỏi ví dụ mà người ta lường gạt mình hay người ta giật mình hay tiền mình hay là người ta mà lợi dụng mình, ok. Còn cái này đó nó hơi khác chút, nó hơi khó chút luôn, và tại vì nó mới ra, ok, nó mới ra chỉ có 20-30 năm, 40 năm nay thôi, rồi xong rồi nó bà con không có hiểu được cái này, bởi vì Tài muốn làm này lâu lắm rồi mà Tài chỉ nghiên cứu hoài á, tại cái chữ Việt Tài nó không có giỏi đó, Tài cứ nghiên cứu hoài cách nào để Tài chia sẻ với các bạn á, cho bạn hiểu được cho nó rành á, để cũng mà các bạn suy nghĩ là mình muốn làm hay là không đó, Tài các bạn có đủ cái thông tin á để mình lựa đúng cái hướng đi của mình, ok. Tài nghĩ rằng á, cái phương pháp này Tài sắp sửa mà chia sẻ với các bạn á, nó là cái phương pháp tốt nhất á, Tài nghĩ ra để cho các bạn hiểu được, ok. Dù bạn coi cái này đó mà bạn muốn hiểu biết cái multi-level marketing hay là cái network marketing hay là cái internet marketing, thì nó không có thành vấn đề, nó không có quan trọng.
Dù các bạn bấm vô cái video này để coi vụ vấn đề này đi, các bạn cũng nên hiểu vụ hai cái vấn đề này đó, cái kinh doanh này đó, để cho mình biết tới cái nó giống nhau làm sao, nó khác nhau làm sao. Tại vì mình hiểu chừng nào đó thì nó dễ làm ăn chừng ấy. Ok, mà trước khi Tài làm mỗi cái video này đó, Tài muốn nói vụ cái traditional business. Ok,